Tiếp tục phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2023. Các đại biểu đã đưa ra thảo luận lấy ý kiến bổ sung và báo cáo trình quốc hội nhiều nhóm vấn đề nóng được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm, như những tồn tại bất cập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phụ cấp cho cán bộ trong lĩnh vực giáo dục y tế, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Trong đó đáng chú ý là vấn đề tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế. Liên quan đến dự thảo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải triệt để bám sát, thể chế hóa nghị quyết và kết luận số 48 của Bộ Chính trị, không được đưa vào những đề án thành lập mới đơn vị hành chính, nhất là việc thành lập thị trấn, thị xã, thành phố. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có, lập, phân bố, dự toán quản lý thanh toán quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước